Nhị hoa báu đẹp, trong mỗi mỗi nhị hoa đều có tòa sư tử. Trên mỗi tòa sư tử đều có Như Lai ngồi kiết già. Số thân Phật đó đồng với số tất cả chúng sinh, đều đầy đủ công đức thượng diệu trang nghiêm, từ nguyện được xưa sinh ra. Nếu có chúng sinh căn lành, thành thục, bèn thấy được thân Phật, thấy được thân Phật rồi đều được giáo hóa. Những thân Phật đó hết thuộc vị lai do giáo an trụ tại thế gian, tùy thời tùy lúc, giáo hóa độ thoát tất cả chúng sinh. Phật tử thân Như Lai không có phương xứ, chẳng thật, chẳng hư, nhưng nhờ thệ nguyện lực xưa của chư Phật, chúng sinh đáng được độ thì liệt xuất hiện. Đại Bồ Tát thêm biết Như Lai ứng chánh đẳng giác, đại bát niết bàn như vậy. Các vị Phật tử, thân Như Lai không có phương xứ, cũng chẳng thật, cũng chẳng hư, nhưng nhờ thệ nguyện lực xưa của chư Phật, có chúng sinh nào đáng được độ thì Phật sẽ xuất hiện ra đời. Đại Bồ Tát nên biết cảnh giới Như Lai ứng chánh đẳng giác, đại bát niết bàn như vậy. Phật tử, Như Lai chỗ nơi pháp giới rốt ráo vô lượng vô ngại, có hư không chân như pháp tánh, không sinh không diệt và thật tế. Vì các chúng sinh tùy thời thị hiện, vì giữ nguyện xưa chẳng có ngừng nghỉ, chẳng sợ bỏ tất cả chúng sinh, tất cả cõi, tất cả pháp. Các vị Phật tử, Như Lai chỗ nơi pháp giới rốt ráo vô lượng vô ngại,